Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng em Minh Hùng đến tham quan một siêu phẩm nhà đẹp với diện tích ngang 4 mét rưỡi, độ dài 15 m, thiết kế một trệt, một lửng và 3 lầu. Nằm trên trục đường Phạm Bạch, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là mẫu nhà phố hiện đại, thiết kế rất là đẹp, sang trọng và đẳng cấp. Xe hơi đậu trong nhà và gia chủ tặng kèm full nội thất khi mua. Với hướng nhà là hướng chính nam, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch. Và quý vị đang cùng Minh Hùng ngắm nhìn mặt tiền mặt chính căn nhà phố hiện đại, thiết kế rất là đẹp. Chúng ta nhìn mặt tiền này, được ốp gạch trang trí và có ốp nhựa cũng như những cái lam rất là sang nha quý vị. Căn nhà này nằm trong một con hẻm rất là tuyệt vời, hẻm một xẹt của trục đường Phạm Bạch, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hẻm này thì tới 6 mét. Hẻm nhựa nha quý vị. Hẻm này thì đang là bê tông, chuẩn bị đổ nhựa rồi, rất là đẹp và sạch sẽ, an ninh. Hẻm 8 mét. Chúng ta sẽ quay lại mặt tiền mặt chính căn nhà một lần nữa này. Và chúng ta sẽ cùng mình vào bên trong căn nhà nhé. Căn nhà này thì thiết kế với hai lớp cửa, một lớp cửa cuốn bên ngoài, một lớp cửa nhôm bên trong, bốn cánh. Và dưới tầng trệt thì gia chủ thiết kế cho mình khu vực đậu xe hơi. Quý vị đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ. Có khu vực tủ đệm giày dép và phía dưới sàn thì ốp gạch 60m2. Hai bên tường thì có sơn bê tông và có treo tranh cũng như là có đèn chiếu sáng rất là lung linh. Khu vực đậu xe hơi thì quý vị đậu vừa xe hơi từ 4 đến 7 chỗ và đậu thêm được nhiều chiếc xe máy nữa. Ở đây thì có thêm tủ giày dép và dưới sàn thì gia chủ có đổ bê tông ốp gạch 60m2. Với giá bán hơn 8 tỷ để quý vị sở hữu ngay một căn nhà với diện tích ngang 4 mét rưỡi, độ dài 15 mét, tọa lạc trên trục đường Phạm Bạch, phường 15, quận Tân Bình. Vị trí này rất là gần với trục đường Trường Chinh, kề bên là siêu thị Big C và sân bay Tân Nhất. Từ đây thì ra khu vực sân bay Tân Nhất, nếu mà quý vị có thể đi đường Tân Sơn thì khoảng tầm 5 phút và đi theo đường Trường Chinh thì khoảng tầm 10 phút. Phía dưới cầu thang thì quý vị sẽ có vệ sinh dưới tầng trệt và bên trái khu vực cầu thang là tủ rượu. Phía sau căn nhà thì quý vị sẽ có không gian của phòng bếp với bàn ăn 6 ghế kết hợp với tủ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ ăn cường, có tủ lạnh hai cánh Kepo, khu vực đặt bếp âm, máy hút mùi, bồn rửa chén bát, khu vực để lò nướng và giá kệ để trên bát. Đây là không gian bếp của căn nhà, một không gian bếp rất tuyệt vời, cực kỳ sang. Kế bên không gian bếp thì có giếng trời này quý vị, đây là giếng trời này, có giếng trời nằm ở giữa luôn, rất là thoáng cho không gian bếp. Ngang 4 mét rưỡi, độ dài 15 mét, gia chủ đang chào bán với giá là 8 tỷ 650 triệu đồng, còn bớt thêm cho quý vị thiện chí mua nhanh. Quý anh chị, những vị khách hàng đang tìm mua nhà trên địa bàn quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, quan tâm đến căn nhà phố ngang 4 mét rưỡi, độ sâu 15 mét, nằm trên trục đường Phạm Bạch, hẻm một xe của phường 15, quận Tân Bình này thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Căn nhà phố rất là đẹp, xây mới 100%, sổ hồng riêng, giấy tờ đầy đủ, pháp lý hoàn công rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn trong ngày. Và theo chân Hùng, quý vị sẽ cùng em lên tham quan không gian tầng lửng nhé. Tầng lửng thì quý vị còn có phòng tiếp khách nữa. Ở dưới thì quý vị làm khu vực đậu xe hơi và phòng bếp, bên trên tầng lửng sẽ là không gian phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách trên tầng lửng thì được tặng kèm đầy đủ nội thất. Bên ngoài chúng ta có bộ bàn ghế hai ghế thư giãn này, với tường được ốp nhựa trang trí và cây xanh. Bên trong đây là không gian phòng tiếp khách với đầy đủ nội thất, bao gồm sofa, có màn hình TV 65 inch kết hợp với tủ kệ TV. Phía trên tủ kệ TV thì gia chủ có để sẵn ống máy lạnh để quý vị gắn máy lạnh. Phía sau không gian phòng khách thì có hệ thống tủ rượu kết hợp với giếng trời và cửa nhôm Sinfa đã được làm khung bao để quý vị gắn máy lạnh ở không gian phòng khách này. Một căn nhà mà màu tương đối tối nha. Màu tối này thì hợp với những quý vị nào mà hợp với tông màu tối thì quý vị quan tâm đến căn nhà này, hãy gọi trực tiếp cho em Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Đây là không gian phòng khách quý vị đang cùng em tham quan. Nhìn dưới không gian phòng khách này sẽ là gara đậu xe hơi và xe máy. Khu vực cầu thang thì ốp đá hoa cương màu trắng đen với tay vịn gỗ gam xe, lan can kính cường lực. Và cầu thang này thì gia chủ thiết kế cầu thang chiếu nghỉ, nhà lệch tầng trước và sau. Quý vị sẽ có không gian phòng ngủ đầu tiên. Phòng ngủ đầu tiên thì quý vị sẽ đến với không gian phòng ngủ master với hệ thống giường ngủ 2 m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ TV. Và phía sau là hệ thống phòng thay đồ kết hợp với tắm nằm, xông hơi và massage. Phòng này thì có máy lạnh luôn. Và hệ thống sàn thì ốp gỗ. Phía trước là hệ thống cửa 4 cánh ra cục ban công. Ngoài ban công thì có cây xanh và đèn led bên ngoài.
Đây là không gian phòng ngủ số 1, phòng ngủ master. Kế bên đây là hệ thống tủ áo, tủ kệ để đồ, tủ kệ áo. Và thông qua bên đây thì quý vị sẽ đến với không gian phòng tắm master kết hợp với phòng thay đồ của phòng ngủ master. Phòng này thì quý vị sẽ có xông hơi khô đá nóng này, tắm đứng, khu vực lavabo rửa mặt, bồn cầu, bồn tắm nằm và khu vực xông hơi khô. Phòng này thì thông với giếng trời. Đây là khu vực xông hơi khô này quý vị. 4 phòng ngủ. Đây là khu vực phòng tắm đứng. Phòng tắm đứng thì quý vị sẽ có bồn vòi tắm được âm vào tường, rất là gọn nha. Đây là những cái mẫu mới của năm 2022. Thì đa số những thiết bị vòi tắm sẽ được âm vào tường. Nó gọn hơn so với cái mà quý vị để nó lồi bên ngoài. Nhưng mà lồi bên ngoài thì quý vị có thể dễ sửa chữa hơn. Còn cái âm vào tường này thì hơi khó một tí nha, nhưng mà gọn. Không gian phòng thay đồ và phòng tắm thư giãn kết hợp với xông hơi của phòng ngủ master. Và hệ thống dàn tủ áo thông từ đằng trước đằng sau với phòng ngủ master và không gian phòng tắm xông hơi. Lên bên trên thì quý vị sẽ đến với không gian của 3 phòng ngủ tiếp theo. Quý vị đang cùng Huy Hùng tham quan trực tiếp căn nhà hướng chính nam với diện tích ngang 4,5m, độ dài 15m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Thiết kế có gara độ xe hơi, xe máy, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và 5 phòng vệ sinh. Không gian phòng ngủ số 2 thì cũng đầy đủ nội thất kèm theo. Phía trước hệ thống cửa 4 cánh ra khu ban công, có giường ngủ, chăn ga, gối nệm, tủ áo rộng, có thêm dàn tủ kệ để đồ và tủ áo thì đóng sát bên tường và có vệ sinh trong. Sàn phòng ngủ thì gia chủ vẫn để sàn gỗ. Và giá bán là 8.650.000.000 đồng, còn thương lượng trực tiếp với chủ. Hỗ trợ vay ngân hàng lên tới 60-80%. Quý vị quan tâm đến căn nhà này thì hãy gọi cho Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Và phía sau này thì quý vị sẽ đến với không gian của phòng ngủ số 3. Phòng ngủ này thì cũng rất là đẹp, với hệ thống tủ áo được để gọn vào sát với giếng trời. Có cả bàn trang điểm. Và giường ngủ thì có giường ngủ 1m8, máy lạnh, kép bổ, máy tinh. Và tất cả các phòng đều có vệ sinh trong. Phòng vệ sinh thì với bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm sen thuyền, vòi tắm hoa sen. Phòng vệ sinh thì ốp gạch phun trần. Giá bán này quá mềm, gia chủ kêu bán với giá rất hợp lý. Thì quý vị nào đang tìm mua nhà trên trục đường Phạm Bạch, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Lưu ý mọi người, đây là một căn nhà nằm trên quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì căn này thì quý vị có thể đến xem và sở hữu ngay. Vì một căn nhà vị trí đường xe hơi tới 6m, xe hơi xe tải vào nhà thoải mái và dễ dàng. Và giá bán thì tương đối hợp lý, chỉ có 8.650.000.000 đồng thôi. Trên đây thì quý vị có không gian phòng ngủ số 4 này. Phòng ngủ số 4 này thì gia chủ cũng trang bị đầy đủ nội thất. Với giường ngủ 1m8, chân ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi và vệ sinh trong cho không gian phòng ngủ số 4 này luôn. Đây là không gian phòng ngủ số 4 nha. Nhà hướng nam mà có cái tên ghé tây một tí xíu nha quý vị. Buổi chiều thì cũng hơi có ánh nắng. Buổi chiều thì có ánh nắng nên là quý vị thấy này, ngoài hành lang ban công thì gia chủ có làm hệ thống dàn lam chống nắng này. Cái này thì nhà mình hướng ghé tây, cũng hơi nắng một tí xíu nên làm chống nắng thì cũng rất là mát. Quay buổi chiều thì hôm nay trời nắng, nhìn nó hơi chói chang nha quý vị. Và tiếp tục bên trên thì quý vị sẽ có không gian có phòng giặt và sân phơi. Nhà này chưa có phòng thờ. Phòng thờ thì quý vị có thể thờ ở dưới, hoặc là cái phòng ngủ số 4 thì quý vị có thể tận dụng làm phòng thờ nhé. Phòng giặt thì có hệ thống tủ để bên trên thì quý vị để các thứ đồ để bột giặt, và dưới là máy giặt cửa nằm, Kepo. Và bên ngoài đây sẽ là khu vực sân thượng sau, khu vực phơi đồ. Sân thượng sau thì gia chủ có rào chắn và lợp mái bên trên, có dàn đèn, có khung bao và có cầu thang leo lên trên cho quý vị luôn. Trên sân thượng thì có cây xanh và có bồn nước cũng như là năng lượng mặt trời bên trên. Với giá bán là 8.650.000.000 đồng, còn thương lượng mạnh. Quý vị quan tâm đến căn nhà ngang 4,5m, độ dài lên tới 15m, xe hơi đậu trong nhà, đường 8m, thuộc trục đường Phạm Bạch, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh này, thì gọi cho em Hùng để đến xem và sở hữu ngay. Từ căn nhà thì di chuyển qua sân bay Tân Nhất khoảng tầm chưa đến 10 phút và đi về trung tâm thành phố khoảng tầm 20 phút theo trục đường Trường Chinh thôi. Giá bán vô cùng hợp lý và hữu nghị luôn. Liên hệ xem nhà bên Hùng để có giá tốt khi mua, hỗ trợ vay ngân hàng và hỗ trợ pháp lý căn nhà, cũng như là quý vị còn được giá rẻ hơn những cái bán nhà khác từ 2-500.000.000 đồng một căn. Nhà đất thì Hùng trên kênh YouTube bán nhà ở Tân Bình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.